Thưa quý vị, theo dự báo của ngành chức năng tỉnh, mùa khô năm nay sẽ kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao. Bởi thế, quán đổi, nâng công suất các trạm biến áp có khả năng đầy tải, tăng cường tổng kiểm tra lưới điện, tuyên truyền người dân sử dụng điện hợp lý, được công ty điện lực Trà Vinh tập trung thực hiện nhằm cung cấp điện ổn định những tháng cao điểm mùa khô. Canh tác hơn 2,5 công táo thái nên nhu cầu sử dụng điện để bơm tưới cho cây trồng của gia đình ông Trần Quốc Canh, ngụ ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang rất cao. Do thời tiết nắng nóng nên lượng điện dùng sản xuất của gia đình tăng hơn 10% so với những tháng trước Tết Nguyên Đán. Để giảm thiểu chi phí điện hàng tháng, ông Khanh tìm hiểu và thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm nay. Vấn đề mà điện tưới á, thì về cái điện lực á, thì ở đây thì cái đường điện nó cũng nằm sát bên đây, cho nên là chính vì vậy mà tôi vô cái điện tưới tiêu á, thì cái ngành điện thì đã cung cấp đầy đủ nước mình tưới 24/24. Trên vùng đất dòng cát này thì cái vấn đề cây táo nó đòi hỏi nhất là cái vấn đề cái khâu chăm sóc, nhất là cái khâu mà tưới tiêu á. Muốn đảm bảo cho cây táo mà nó phát triển trái nó ngon ngọt này kia đó là phải đầy đủ nước, là ví dụ tôi tưới một gốc đó là tôi phải be cái bồn nó bự ra, là tôi tưới khi nào nó ngập đó để nó lan ra ngoài á. Theo ông Khanh, việc chủ động tiết kiệm điện như thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện nhằm tránh lãng phí và thay thế bằng một số thiết bị tiêu thụ ít năng lượng, tắt khi không sử dụng điện bằng cách rút điện motor bơm nước sẽ có lợi rất nhiều trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và giảm chi tiêu hàng tháng. 3 tháng đầu năm 2024, tình hình phụ tải tăng cao so với trung bình nhiều năm, chủ yếu tập trung vào các phụ tải nuôi trồng thủy sản khu vực huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú. Ước tính 3 tháng đầu năm 2024, điện nhận lưới ước đạt hơn 343 triệu kWh, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2023. Để chủ động nguồn điện cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt, công ty điện lực Trà Vinh đã thực hiện quán đổi máy biến áp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình lưới điện, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực để phát hiện, xử lý các hiện tượng bất thường hoặc xảy ra sự cố, tránh gây mất điện cho khách hàng. Ngoài công tác kỹ thuật, ngành điện Trà Vinh còn đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong khách hàng. Đối với các khách hàng sử dụng điện phục vụ sản xuất thực phẩm, hợp tác xã sử dụng nhiều máy móc đông lạnh, tráng, sấy. Vào thời điểm này, khách hàng cần thực hiện giải pháp tiết kiệm điện hợp lý để tránh quá tải cục bộ. Rồi chúng tôi cũng đã đầu tư thêm dàn máy tráng sấy để nâng cao cái chất lượng sản phẩm để đi vô thị trường lớn. Thứ nhất là về sản lượng sẽ đều, thứ hai nữa chất lượng sản phẩm nó không lục phụ thuộc vào tháng mưa. Khi mà chúng tôi đem máy móc công nghệ mới về sản xuất ra thì nguồn điện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu để cho cái cơ sở tôi sản xuất. Hầu như là đơn hàng vẫn mỗi ngày. Còn cái mà giải pháp mà để tiết kiệm điện trong cái thời gian mà nắng nóng hoặc là gì đó thì chúng tôi sẽ tính toán là chúng tôi sẽ tráng dồn lại cho dư một mẻ một ngày để chúng tôi sẽ một ngày tráng và một ngày nghỉ để giảm được cái lượng điện mình không cần phải tiêu thụ mỗi ngày để nó hao. Hiện nay, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng. Dự báo trong các tháng mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6, phụ tải sẽ đạt mức cao nhất trong năm 2024, ước đạt khoảng 130 triệu kWh trong tháng 4 này. Kế hoạch cấp điện năm 2024, nhất là các tháng cao điểm mùa khô, thì ngay từ đầu năm, công ty đã phối hợp cùng Sở Tham mưu, Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt kế hoạch cấp điện 2024, phương án cung cấp điện 2024 ứng phó với trường hợp mất cung cầu hệ thống điện miền Nam. Công ty tiếp tục triển khai thực hiện 6 công trình 110 với tổng giá trị là 384 tỷ đồng và 24 công trình lưới phân phối với tổng giá trị là 224 tỷ đồng. Công ty cũng đã phối hợp với Trung tâm Thí nghiệm Điện miền Nam thực hiện thí nghiệm định kỳ các trạm 110 kV để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục. Ngoài ra, đối với lưới phân phối, công ty đã tổ chức tổng kiểm tra lưới điện trên địa bàn, lập kế hoạch khắc phục các khiếm khuyết, thực hiện quán triển nâng công suất các trạm biến áp có khả năng đầy tải quá tải trong mùa khô. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, chúng ta gọi là DR, cũng như công trình công tác là dịch chuyển phụ tải và tiết kiệm điện. Để cung cấp đủ điện những tháng cao điểm mùa khô năm nay, ngoài việc chủ động nâng cấp lưới điện, dịch chuyển phụ tải máy biến áp, công ty điện lực Trà Vinh khuyến cáo người dân không vi phạm hành lang tuyến để tránh gây sự cố lưới điện. Đặc biệt, không xây dựng công trình, nhỏ, trồng cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thả diều gần đường dây điện và sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.